Mình đã tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại trường đại học Yokohama, gọi tắt là YNU ở Nhật Bản. Tại đây thì mình đã được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh bởi các giáo viên người Nhật cũng như là người nước ngoài có rất nhiều kinh nghiệm. Khi tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế thì mình đã được tham gia rất nhiều hoạt động nhóm cùng với các bạn sinh viên Nhật Bản. Mỗi một hoạt động là một chủ đề khác nhau khiến mình và các bạn sinh viên đều vô cùng thích thú. Mình và các bạn ý cùng nhau giải quyết vấn đề, cùng nhau phân tích vấn đề và sau đó lựa chọn một phương án tối ưu nhất cho mỗi chủ đề đã được học. Qua đó thì mình đã được học hỏi rất nhiều từ các bạn cũng như là tìm kiếm và phát triển điểm mạnh của bản thân. Khi đến Nhật Bản thì ngoài việc học tập và tiếp thu kiến thức thì bọn mình còn tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, ví dụ như là được tổ chức đi thăm nhà máy sản xuất ô tô Nissan, nhà máy sản xuất bia Kirin, nhà máy xử lý rác thải, rồi bảo tàng vũ trụ của Mitsubishi. Không chỉ những thế thì buổi tối bọn mình còn đi khám phá ẩm thực của Nhật Bản nữa. Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội mình hiện nay đang có hàng năm là có các cái thỏa thuận với các cái trường đại học hàng đầu ở trên thế giới, và mỗi năm là trường ta có thể tạo điều kiện để cho từ 30 cho đến 50 em sinh viên đi thực tập thực tế, đi trao đổi quốc tế tại các cái trường đại học hàng đầu. Thầy chia sẻ với cả các em về các cái lợi ích mà sinh viên chúng ta có thể nhận được từ các chương trình trao đổi đó. Đấy là các em được mở rộng kiến thức, bồi dưỡng các cái kỹ năng, cơ hội là để các em khám phá thêm một cái nền văn minh mới, đất nước mới. Tất cả các cái trường đại học ở nước ngoài mà có cái thỏa thuận hợp tác với cả trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội thì đều là các cái trường hàng đầu. Các trường hàng đầu của nước ngoài thì vậy họ có các cái chuẩn mực theo các cái thông lệ quốc tế. Một là đầu tiên là chuẩn bị về cái kết quả học tập. Thứ hai là chúng ta phải cố gắng để rèn luyện tiếng Anh. Ba nữa là các em phải chuẩn bị về cái điều kiện tài chính, chuẩn bị về mặt tâm lý, về mặt suy nghĩ, cần phải chuẩn bị trước các cái hồ sơ. Trường Đại học Kinh tế là một ngôi trường vô cùng lý tưởng bởi vì trường đã tạo rất nhiều cơ hội cho sinh viên có thể tham gia trao đổi và giao lưu tại môi trường nước ngoài ngay từ khi còn là ngồi trên ghế nhà trường. Với bản thân mình thì sau khi mình đã được tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế thì mình đã cảm thấy rất là tự tin, năng động hơn và học hỏi được nhiều hơn. Điều đấy giúp mình có thể tìm được một cơ hội việc làm có mức thu nhập cao. Chính vì vậy, chúc các bạn có thể apply thành công vào chương trình sinh viên quốc tế nhé.